Thưa quý vị, năm 2023 đánh dấu 15 năm kể từ khi nâng cấp và đổi tên Học viện Quan hệ Quốc tế thành Học viện Ngoại giao năm 2008, là lúc sắp xếp và thành lập 3 trong số các đơn vị trực thuộc Học viện Ngoại giao. Năm 2023 cũng là mốc ghi dấu 30 năm ngày ra số đầu tiên của tạp chí nghiên cứu quốc tế. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau điểm lại những kết quả của chặng đường đã qua và đề ra định hướng phát triển trong tương lai. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kêu gọi các đơn vị tiếp tục nỗ lực chủ động, sáng tạo, duy trì và củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng Học viện Ngoại giao vững mạnh toàn diện, góp phần cùng các đơn vị khác trong Bộ thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ 13 và đóng góp vào sự thành công của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 12, Hội thảo Khoa học Quốc gia Vương Triều Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam đã được tổ chức tại Hải Phòng. Nhiều báo cáo tham luận đã đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ những thành tựu phát triển toàn diện của quốc gia Đại Việt dưới thời đại nhà Mạc. Hải Phòng là nơi phát tích của Vương Triều Mạc với thời gian trị vì tại Kinh Thành Thăng Long không nhiều, nhưng đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nước nhà. Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đã phân tích sâu hiện trạng, đánh giá giá trị và nêu ra những phương hướng giải pháp khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa thời Mạc và gắn liền Triều Mạc phục vụ phát triển đất nước và các địa phương trong bối cảnh hiện nay. Kết quả của hội thảo sẽ là luận cứ khoa học, những sử liệu tin cậy, góp phần cho việc nhìn nhận khách quan, công bằng đối với sự đóng góp của vương triều này và thể hiện xứng tầm trong bộ quốc sử của nước ta. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Quản lý Thành Nhà Hồ đã có nhiều đổi mới, đưa vào khai thác các tour tuyến tham quan, khu vực phụ cận, giúp cho du khách hiểu hơn về giá trị di sản, gắn với dòng chảy của cuộc sống để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa thế giới này. Dù mới được đưa vào khai thác, tuyến tham quan Thành Nhà Hồ, Làng Cổ đã thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách. Đây là một trong 4 tour tuyến được xây dựng để kết nối di sản Thành Nhà Hồ với các di tích phụ cận. Lúc nào mình cũng phải nhà đẹp, sạch sẽ và để cho khách đến tham quan để cho người ta cảm thấy một niềm tự hào của ông cha ta để lại. Đấy là một niềm vinh hạnh của gia đình mình. Cộng đồng địa phương họ đã tự tay họ thực hiện công tác bảo vệ bảo tồn di sản, tự tay họ thực hiện công tác phát huy giá trị di sản văn hóa và chính bản thân họ là những hướng dẫn viên chân thực nhất tuyên truyền các giá trị di sản văn hóa đến với du khách và cộng đồng. Dự kiến vào quý 1 năm 2024, Viện Khảo Cổ sẽ có kết quả tổng thể về nền móng khu nội thành. Song song với đó, tỉnh Thanh Hóa cũng đang dành nguồn kinh phí đáng kể cho việc tu bổ và tôn tạo di sản Thành Nhà Hồ. Tỉnh cũng đã ban hành 3 cái nghị quyết về tu bổ tôn tạo, trong đó thì có một cái nghị quyết lớn về tu bổ các dự án nhóm số 3 tới 750 tỷ đồng và các cái dự án khác khoảng gần 100 tỷ đồng để phục hồi cái di sản Thành Nhà Hồ. Với những nỗ lực cố gắng trong việc khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ đang từng bước trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn tại xứ Thanh. Sáng ngày 9 tháng 12, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2023. Đây là lần thứ 5 cuộc thi được tổ chức nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với học sinh các cấp trên địa bàn, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Được phát động từ tháng 5 năm 2023, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 47.600 bài dự thi, tăng gần 10.000 bài so với năm trước. Qua các vòng chấm, hơn 40 thí sinh có bài dự thi chất lượng tốt nhất được chọn để tham dự vòng phỏng vấn tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, trong đó có 28 thí sinh tiêu biểu xuất sắc. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng sẽ tiếp tục được duy trì tổ chức thường niên. Cũng trong ngày hôm qua, thành phố Buôn Ma Thuột chính thức khai trương chợ phiên nông sản sản phẩm OCOP với tên gọi là chợ phiên A Còng Buôn Ma Thuột. Chợ sẽ được tổ chức định kỳ vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ tại đường Tôn Đức Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Chợ phiên nông sản sản phẩm OCOP thành phố Buôn Ma Thuột được tổ chức với mục đích giúp nông dân, người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố có địa điểm trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hợp tác liên kết liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp. Sản phẩm chủ đạo của chợ là các sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm tiêu biểu của địa phương có nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá bán công khai.
với thông điệp đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Trong tháng tri ân khách hàng từ tháng 12 năm 2023 đến hết tháng 1 năm 2024, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Cùng 27 đơn vị thành viên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ triển khai các chương trình cấp điện mới, hỗ trợ sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng, tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hệ thống điện của khách hàng, bảo đảm sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, miễn phí lắp đặt công tơ vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp, tăng cường hướng dẫn tuyên truyền với khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh đó, theo thông lệ hàng năm, Tổng Công ty cũng sẽ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như thăm hỏi hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, các gia đình chính sách, các cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng quà, tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thắp sáng đường quê cho những khu vực vùng sâu, vùng xa. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Las Vegas ngày 8 tháng 12 công bố tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Mỹ xuất phát từ Las Vegas đến Los Angeles, nằm trong kế hoạch nâng cấp mạng lưới đường sắt trị giá 8,2 tỷ đô la Mỹ. Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Mỹ kết nối hai thành phố lớn tại bờ đông là Las Vegas, bang Nevada và Los Angeles, bang California, được kỳ vọng sẽ hoàn thành năm 2028. Tuyến đường sắt cao tốc này sẽ rút ngắn hành trình còn khoảng 2 giờ 40 phút so với 5 tiếng di chuyển bằng ô tô hiện nay. Mỹ đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng hành khách được vận chuyển bằng đường sắt vào năm 2040. Dự án đường sắt trị giá 8,2 tỷ đô la Mỹ này là một phần trong kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng mà ông Joe Biden thúc đẩy ngay sau khi nhậm chức, trong đó phân bổ 66 tỷ đô la Mỹ cho tàu chở khách. Đây cũng là số tiền lớn nhất được phân bổ cho ngành đường sắt chở khách từ công ty vận tải hành khách quốc gia Mỹ Amtrak thành lập năm 1971. Amtrak được thành lập để giảm tải gánh nặng vận chuyển hành khách tư nhân và đang vận hành các tuyến đường sắt liên thành phố khắp nước Mỹ. Cơ quan giám sát cạnh tranh và thị trường của Anh đang điều tra mối quan hệ hợp tác giữa tập đoàn công nghệ Microsoft và công ty khởi nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo OpenAI nhằm đảm bảo tính minh bạch. Cơ quan giám sát cạnh tranh và thị trường Anh CMA cho biết, mục đích điều tra là nhằm xác định liệu mối quan hệ đối tác giữa Microsoft và OpenAI có dẫn đến một viễn cảnh sáp nhập hay không, và nếu có thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào tới tính cạnh tranh công bằng trên thị trường. Cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh hồi tháng trước, Microsoft thông báo rằng một đại diện của ông lớn này được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị mới của OpenAI với tư cách quan sát viên. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi nội bộ OpenAI rơi vào tình trạng hỗn loạn do hội đồng quản trị của công ty ở thời điểm đó sa thải giám đốc điều hành Sam Altman và rồi lại mời ông quay trở lại làm việc. CMA cũng cho rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mang lại cả cơ hội và rủi ro cho khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng. Ngày 8 tháng 12, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho biết là các vận động viên Nga và Belarus đủ điều kiện chuyên môn tham dự Thế vận hội mùa hè Paris 2024, có thể tham gia với tư cách là cá nhân. Tuy nhiên, họ sẽ không được phép tham dự các bộ môn điền kinh và các môn tập thể. Theo Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, các vận động viên Nga và Belarus sẽ được tham dự Thế vận hội mùa hè Paris 2024 tại các môn thi cá nhân với tư cách trung lập mà không có cờ, quốc huy hay quốc ca vào thời điểm thi đấu. Đồng thời, họ vẫn cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn cá nhân của từng liên đoàn môn thể thao mà họ tham gia. Mặc dù vậy, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thế giới IAAF, ông Sebastian Coe, cho biết tổ chức này vẫn sẽ cấm các vận động viên mang quốc tịch Nga và Belarus tham dự các nội dung điền kinh của Thế vận hội, bao gồm đi bộ, chạy các cự ly, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, ném lao, ném đĩa, ném búa, đẩy tạ và nhiều môn phối hợp khác. Vận động viên Nga và Belarus bị cấm tham gia thi đấu quốc tế sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tháng 2 năm 2022 cùng với sự trợ giúp hậu cần từ Belarus. Thưa quý vị, xuất phát từ nhu cầu của chính mình về các mặt hàng xanh và thân thiện với môi trường, cô gái trẻ Phạm Thị Kim Hằng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập công ty Limat Zero Waste để những sản phẩm xanh có thể đến rộng rãi hơn với người tiêu dùng. Và đặc biệt hơn cả, đó là mô hình khởi nghiệp của Kim Hằng còn giúp cho nhiều người khuyết tật có được cơ hội làm việc và khẳng định bản thân. Tại Limat, một cửa hàng xanh giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, có một thương hiệu thời trang tái chế mang tên Limloop. Xưởng dệt của Limloop được vận hành bởi hai nhân viên khiếm thính. Limloop được lập nên với mục đích tái chế những chiếc túi ni lông, vốn là một sản phẩm có giá trị vô cùng thấp.
Thế nhưng với sự sáng tạo và bàn tay tài hoa của những người làm việc tại đây, túi ni lông biến thành những sợi ni lông. Bằng cách phối trộn bảng màu tinh tế, các sợi ni lông dần trở thành một phần điểm tô cho những sản phẩm như túi vải, túi laptop. Cái tên Linlook mang ý nghĩa là vòng lặp, với ý tưởng gửi gắm sự tuần hoàn về thời trang đến tay khách hàng. Là một nhân viên khiếm thính tại Linlook, anh Lê Quốc Hưng đã có 2 năm gắn bó với công việc dệt sợi ni lông tại cơ sở Linmart này. Qua một người bạn giới thiệu, anh Hưng đã đến với Linlook và rất hài lòng với công việc mình đang có. Với anh, đó là cơ hội rất lớn để anh vừa được làm một việc ý nghĩa, hạn chế rác thải ra môi trường, lại vừa giúp anh có được nguồn thu nhập ổn định. Cái dự án ni lông á, ban đầu là tụi mình nghĩ ra trong cái khoảng giai đoạn là dịch Covid-19, thì lúc đó là tất cả các hoạt động đều phải ngưng. Và lúc đó mình nhìn lại thì mình thấy là cái việc mà người ta mua hàng hóa online rồi ship đồ ăn á, dùng cái lượng ni lông rất là nhiều. Lúc đó ni lông một lần thải ra môi trường rất nhiều, thì mình nghĩ là tại sao mình không tìm cái cách để tái chế nó hiệu quả và làm thành một cái sản phẩm nào đó có mang tính ứng dụng cao để mọi người mua nó và cho nó thêm một cái vòng đời mới quay vòng nó. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đến năm 2021, Hằng cùng các cộng sự đã cho ra đời vải từ ni lông tái chế và những sản phẩm ứng dụng từ loại vải này đã nhận được phản hồi rất tích cực từ khách hàng. Hiện nay, những chiếc túi vải ni lông tái chế của Linlook là một phần trong 200 mặt hàng đang được bày bán tại các cơ sở của tạp hóa xanh Linmart. Năm 2019, cô gái trẻ Kim Hằng đã lập nên tiệm tạp hóa xanh Linmart, cùng định hướng ban đầu là tạo lập nên một điểm đến dành cho những người muốn sống xanh và yêu môi trường. Với mục tiêu lan tỏa lối sống xanh đến rộng rãi hơn, Linmart đã hướng đến xây dựng chuỗi tạp hóa xanh nhượng quyền. Và đến thời điểm hiện tại, đã có 5 tiệm tạp hóa của Linmart đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt hơn cả, đó là tại mỗi cửa tiệm của Linmart sẽ có một nhân viên khiếm thị vận hành cửa hàng. Hiện tại thì thị lực của em á, là em chỉ nhìn được một bên thôi. Hay là khi làm việc nó cũng khá là nhiều cái hạn chế. Những cái người như tụi em á, thì sẽ không có nhiều cơ hội được thể hiện bản thân, cũng như là không có được trân trọng khi mà được đến làm việc ở nhiều nơi khác. Nhưng mà ở Liên Mạc thì tụi em cảm thấy tụi em được yêu thương và được làm việc như những bạn bình thường khác. Và tụi em rất là vui. Cái việc mà đưa người khiếm thị vào vận hành, nó là một trong những cái tâm nguyện của mình từ bé. Vì lúc đó là hồi trước lúc ba mình còn sống thì ba mình đã từng là một người khiếm thị. Thì lúc đó mình nghĩ là lớn lên mình muốn làm một cái dự án nào đó để mà nâng cao cái hình ảnh người khiếm thị trong cộng đồng người Việt Nam. Tại vì nhiều khi họ có nhiều cái góc nhìn chưa chính xác lắm về người khiếm thị, thì mình muốn lồng ghép để làm điều đó. Dù chỉ mới đi vào hoạt động được 4 năm, thế nhưng Limart đã cho thấy tính hiệu quả của mô hình kinh doanh tái chế, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho những người khuyết tật. Năm 2020, Limart được công nhận là doanh nghiệp tạo tác động xã hội bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội CSIE. Trong thời gian tới, mô hình chuỗi tạp hóa xanh cũng được công ty dự định mở rộng tại thành phố Hà Nội và Đà Nẵng, cùng mục tiêu đến năm 2025 sẽ giúp 65.000 tấn rác thải nhựa được giảm thiểu thông qua quy trình sản xuất tái chế, giúp cho hơn 300 người yếu thế có thu nhập ổn định và hơn 1 triệu cây xanh được trồng. Thưa quý vị, không chỉ nổi tiếng với cảnh núi non hoang sơ hùng vĩ, cùng với những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, vùng đất Bảy Núi An Giang còn chiều lòng khách du lịch qua những món ăn đặc sản. Gà đất Ô Thum là một trong những món ăn ngon của vùng Thất Sơn Bảy Núi. Món ăn này nổi tiếng bởi hương vị khác lạ và cách chế biến cũng vô cùng độc đáo. Chính vì vậy mà đã đến với cả hộ Ô Thum thì nhất định người ta phải tìm và thưởng thức món gà chứ danh này. Gà đất Ô Thum vốn có nguồn gốc từ Campuchia nhưng đã du nhập vào An Giang từ lâu và dần trở thành đặc sản thương hiệu của người dân nơi đây. Gà đốt được chế biến khá cầu kỳ với nguyên liệu được người dân lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Đầu tiên là gà được nuôi thả tự nhiên ở những sườn núi hay trong vườn cây ăn trái của người dân Tri Tôn nên thịt rất thơm, chắc. Gà có trọng lượng từ 1,3 đến 1,8 kg. Tuy nhỏ nhưng da mỏng, còn thịt thì rất săn chắc và ngon ngọt.
Gà đốt này nguồn gốc là của người Campuchia. Món ăn này thì đặc trưng của gà này là có xả với xả quế mình với trái trúc là mấy vùng khác hiếm. Loại gà này là phải là gà nuôi trên núi. Sau khi làm sạch, gà được tẩm ướp gia vị sao cho vừa ăn, đặc biệt là xả và lá trúc để tạo mùi thơm độc đáo. Xả được sử dụng là xả hương, còn lá trúc có vị the the như lá chanh, nhưng thơm nồng, giữ được hương lâu, không bị đắng. Cây trúc cũng được xem là đặc sản được trồng nhiều ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của An Giang. Trong lúc đợi gà thấm gia vị, người dân sẽ chuẩn bị bếp đốt, nồi đất hay nồi gan để giữ nhiệt lâu. Đã được xếp một lớp muối cùng xả và lá trúc dưới đáy. Quá trình đốt gà, người đầu bếp phải khéo léo canh lửa. Lúc đầu cho lửa to, rồi từ từ nhỏ dần để gà chín đều. Gà đốt ô thum khi đã chín sẽ có một lớp da giòn tan, vàng ươm đẹp mắt, vị thịt mềm, ngọt đậm đà và đặc biệt mùi thơm cực kỳ đặc trưng, không lẫn đi đâu được. Thịt gà chắc, mềm dẻo, thấm đều nguyên liệu nên rất ngon. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận thịt không bị khô và có mùi hương thoang thoảng. Món này ăn với cơm rang, kèm với gỏi và tỏi đốt, nên sức hấp dẫn của món gà đốt ô thum phải kể đến chén nước chấm từ lá trúc mặn mặn, cay cay rất lạ miệng. Đưa tay gấp từng miếng thịt gà, ít gỏi, chấm vào chén nước chấm. Hương vị độc đáo từ món đặc sản trứ danh khiến du khách không khỏi nao lòng. Lúc trước thì ở đây có khoảng 3-4 quán à. Nhưng mà từ từ người ta thấy phát triển kinh tế quá nên nhiều người người ta mở. Dạ, đặc sản ở đây là gà đốt là đặc sản thứ nhất, xong rồi bò đốt, ốc núi. Với sức cuốn hút lớn, gà đốt ô thum đã trở thành món đặc sản trứ danh níu chân du khách. Hiện tại ở khu vực Hồ Ô Thum có rất nhiều quán gà đốt ra đời và mỗi nơi đều có nét riêng để hút khách. Không chỉ góp thêm món ăn vào ẩm thực của An Giang mà còn giúp nâng cao đời sống của người dân, góp phần phát triển du lịch địa phương. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Trên báo Nhân dân có bài viết ưu tiên phát triển năng lượng bền vững. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phát triển bền vững luôn gắn chặt với an ninh năng lượng quốc gia. Nghị quyết số 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định quan điểm ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo các chuyên gia, để phát triển bền vững thì Việt Nam cần phát triển ngành năng lượng gắn liền, song hành với phát triển kinh tế, từ đó xây dựng chiến lược quy hoạch phù hợp. Khi toàn bộ nền kinh tế không còn gây sức ép lên ngành năng lượng thì mới có khả năng bảo đảm được an ninh năng lượng quốc gia. Còn trên báo Nhân dân cuối tuần, số ra hôm nay đăng loạt bài viết chuyên đề với nội dung Nhân lực công nghệ thông tin trong vòng xoáy cung cầu. Dù cơn lốc sa thải nhân sự ngành công nghệ thông tin toàn cầu không bỏ qua Việt Nam, đây vẫn là ngành được dự báo có nhiều triển vọng. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2030, nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam sẽ đạt 1,2 triệu người, tăng gấp 2 lần so với năm 2023. Dù vậy thì tăng nguồn cung chỉ là bề nổi, điều quyết định chính là đầu tư thực chất vào đào tạo. Mục chính sách và cuộc sống trên báo Đại biểu Nhân dân có bài viết Thấp thỏm thưởng Tết. Những ngày này thì câu chuyện thưởng Tết đã bắt đầu xôn xao trong tâm trạng thấp thỏm của người lao động. Thưởng Tết gắn chặt với diễn biến kinh tế và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Năm nay khó khăn của nền kinh tế và doanh nghiệp nước ta vẫn nối dài sau đại dịch, bởi vậy mà có thể đoán được bức tranh thưởng Tết năm nay sẽ khó lòng rực rỡ, nếu không muốn nói là ảm đạm hơn mọi năm. Khi một cái Tết eo hẹp, tiền bạc đang hiện rõ hình hài, vai trò và trách nhiệm của công đoàn các cấp càng lớn hơn và quan trọng hơn. Công đoàn các cấp lên kế hoạch hành động để người lao động ai cũng có Tết, quan tâm và trợ giúp cho người lao động có một cái Tết đầm ấm, tươi vui, an toàn chính là sự bù đắp ý nghĩa cho một năm kinh tế khó khăn và chật vật. Còn trên mục diễn đàn chủ nhật, báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay có bài viết Bạo hành trên không gian mạng. Ở nước ta hiện nay, trong cơn lốc gia tăng của số người sử dụng Internet,
mạng xã hội ngày càng trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, nhất là giới trẻ. Việc chia sẻ, bình luận về những vấn đề quan tâm là cách mà nhiều người dùng mạng lựa chọn để tương tác và gắn kết với nhau hơn. Sẽ chẳng có gì phải trăn trở nếu như văn hóa bình luận ấy không biến tướng thành sự soi mói vô duyên, ác ý, gây bức xúc trong dư luận. Cộng đồng mạng đã chứng kiến không ít trận xỉa sói, ném đá hội đồng trước một sự việc hành động, phát ngôn của một tổ chức hay là cá nhân khiến cho họ không vừa ý. Và chưa dừng lại ở ngày 1, ngày 2, nhiều trường hợp bị các nhóm sử dụng mạng xã hội miệt thị, xúc phạm đến thách thức đe dọa, kêu gọi tẩy chay hay là tra tấn ngôn từ trong khoảng thời gian dài, gây ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý, sức khỏe và tinh thần. Bài viết bị cấm nhưng sàn đầu tư tài chính vẫn tổ chức sự kiện rầm rộ trên báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay phản ánh tình trạng không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng các sàn đầu tư chứng khoán, ngoại hối, Forex trái phép liên tục tổ chức sự kiện rầm rộ, nghĩ ra hàng loạt chiêu trò. Nhiều sự kiện quy tụ các sàn Forex trái phép được diễn ra với quy mô lớn tại các trung tâm hội nghị, khách sạn cao cấp. Theo luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ sàn Forex nào hoạt động tại Việt Nam. Do đó mà các sàn này không được phép tổ chức kinh doanh, cung ứng dịch vụ. Mọi hình thức kinh doanh, giao dịch Forex đều bị cấm vi phạm pháp luật. Bộ luật hình sự quy định các cá nhân tổ chức tham gia, vận động người tham gia các sàn đầu tư tài chính trái phép có thể bị phạt lên đến là 5 tỷ đồng hoặc là bị phạt 5 năm tù. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, theo quyết định số 11 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Theo bài viết, để thị trường tài chính phát triển lành mạnh trên báo Hà Nội Mới số ra ngày hôm nay, việc yêu cầu báo cáo với giao dịch có giá trị lớn sẽ giúp cho các cơ quan nhà nước kiểm soát những dấu hiệu đột biến, bất thường, qua đó sớm ngăn chặn các hành vi phạm pháp luật. Để thị trường tài chính phát triển bền vững, lành mạnh hơn, Ngân hàng Nhà nước cần phải phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền, bao gồm quy định của pháp luật hình sự, pháp luật hành chính và pháp luật chuyên ngành.